Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái món ăn chay, đó là cái món chả giò chay, hay có thể gọi là nem chay. Món ăn của chúng ta trông nó rất là ngon miệng và nhìn có vẻ rất là giòn. Làm cái món nem chay này thì chúng ta cần những cái nguyên liệu chính, đó là nấm mèo, nấm hương, miến khô, nửa củ hành tây, nửa củ cà rốt, vài cọng hành lá, bánh tráng loại để làm chả giò. Thì cái loại này thì là chay mặn đều dùng được. Số gia vị là muối, tiêu, bột ngọt, dầu ăn. Chúng ta sẽ pha cái nước ấm để chúng ta ngâm cái nấm và cái miến khô này. Nước thì các bạn ngâm khoảng 50, 40 mấy 50 độ. Rồi chúng ta sẽ ngâm khoảng 20-30 phút. Cái hành lá này thì chúng ta sẽ cắt cái sợi cho nó hơi bề dài khoảng như thế này. Cà rốt thì chúng ta sẽ bào sợi. Tây thì chúng ta cũng sẽ bào mỏng. Cái miếng sau khi chúng ta đã ngâm cho nó nở rồi thì chúng ta sẽ cắt sợi nhỏ. Nấm hương và nấm mèo cũng vậy, thì chúng ta sẽ cắt sợi nhỏ cho nó.
sau khi đã sắc cái phần nấm mèo, nấm hương và miến, chúng ta sẽ đổ cái phần cà rốt, hành tây và lá vào. Bây giờ chúng ta sẽ nêm nếm luôn. Thì đây mình sẽ sử dụng một muỗng bột ngọt. Khoảng 1 muỗng rưỡi muối. Tiêu thì mình sẽ sử dụng khoảng 1 muỗng tiêu. Và tất cả chúng ta sẽ trộn đều lên. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cuộn. Thì các bạn chỉ việc là gấp cho nó vừa, gấp một cuộn. Như thế này. Chúng ta sẽ cuộn lại. Cứ thế các bạn cuộn khi nào hết cái nhân thì thôi. Thế sinh đừng có tiếng kiến thương, người như anh ấy được mất ta đâu được. Họ đang có bao giờ không chưa về ta vui đâu. Sao bao, hãy đến thương nhau với thằng tình cả bọn tiên. Chỉ để xuống hôm nay, đứng trọng trang này. Đối đầu, khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng buồn. Chẳng một chiếc buồn kinh, chuyện thế sự ngọt chân. Làm bao, hãy đến thương nhau với thằng tình cả bọn tiên. Chỉ để xuống hôm nay, khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng buồn. Rồi các bạn bắt cái chảo lên và chúng ta sẽ cho dầu vào. Rồi để cho dầu nó nóng rồi thì chúng ta sẽ bắt vào một vài giọt chanh.
bít để bắt chanh vào thì nó là để cho cái chả giò của chúng ta nó được giòn, nó sẽ được giòn ngon hơn. Thì các bạn chú ý là coi chừng dầu nó bắn vào, khi bắt chanh xong các bạn né ra xa chút xíu. Các bạn nên chiên vừa lửa nha, chứ không nên to quá thì nó sẽ mau cháy. Cháy nhưng mà nó không có kịp chín cái nhân bên trong. Khi cái giò của chúng ta nó đã chín rồi thì chúng ta sẽ bỏ vào dĩa. Các bạn nên lót bên dưới một chút mảng khăn ăn như thế này để cho nó hút dầu. Sau khi để ráo nước thì chúng ta sẽ sắp ra dĩa và trang trí sơ cho nó. Như vậy là cái món chả giò chay, hay có thể gọi là nem chay của chúng ta đã hoàn tất. Trông rất là ngon và giòn. Khi ăn thì nó sẽ có đậm đà cái mùi vị của cái nấm hương, nó làm cho chúng ta có cảm giác là nó rất là thơm. Chúc các bạn thành công với cái món ăn này và đừng quên like, subscribe kênh và chia sẻ video để ủng hộ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.